đề nghị các em nhiệt liệt chào mừng. Và để mở đầu cho bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một trò chơi khởi động mang tên đuổi hình bắt chữ. Trách
tìm hiểu về phần một nhỏ tìm hiểu về trách nhiệm với gia đình, hai nhỏ thể hiện trách nhiệm với gia đình, ba nhỏ xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động lao động trong gia đình, và phần 4 đề xuất biện pháp phát triển kinh tế gia đình, lập kế hoạch và thực hiện. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi nghiên cứu phần 1 và phần 2 nhỏ. Và như những gì cô giáo đã nói trong các giờ trước là với môn hoạt động hướng nghiệp trải nghiệm này, trải nghiệm hướng nghiệp này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu lần lượt, đầu tiên là khởi động, phần thứ hai là phần khám phá tiếp nối, thứ ba là rèn luyện và thứ tư là vận dụng. Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta ngoài phần khởi động, em vừa khởi động xong, chúng ta sẽ đi nghiên cứu phần khám phá tiếp nối và phần rèn luyện. Chúng ta sẽ đi vào từng nội dung chi tiết. Ở trong phần khám phá kết nối này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về trách nhiệm với gia đình. Chúng ta cùng đi vào phần 1 nhỏ, trách nhiệm với gia đình. Gia đình. Ở phần này thì cô giáo sẽ yêu cầu chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi ở trong sách giáo khoa dựa vào các gợi ý. Các em sẽ thảo luận ở đây là nhóm 3 nhé. Chúng ta mỗi một câu trả lời, mỗi một câu hỏi các em sẽ thảo luận với nhau, thời gian thảo luận là 30 giây. Sau đó thì các em sẽ giơ tay và trả lời câu hỏi của chúng ta. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thảo luận thứ nhất. Thảo luận xác định những việc cần làm để thể hiện trách nhiệm với bố mẹ người thân. Chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần làm những việc gì để thể hiện trách nhiệm với bố mẹ người thân? Mời các em, bạn nào có đáp án em xưa tay mạnh dạn lên nhé. Nào, cô mời em nói. Em thưa cô là đối với chúng ta, bố mẹ người thân là người thân. Nên thế là điều đầu tiên chúng ta cần làm đối với họ đó chính là bố mẹ. Vâng, lời lễ phép trong mọi tình huống, và chúng ta phải cần biết cảm ơn và xin lỗi khi chúng ta điều kiện của trường hợp của họ hoặc chúng ta làm phản sai lầm với họ. Và em nghĩ rằng là chúng ta cần phải tôn trọng những gì điều đó và tôn trọng những quyết định của gia đình đặt ra. Đấy là những việc em nghĩ rằng là mình phải làm, phải thực hiện để là một người con ngoan trong gia đình, đúng không nhỉ? Cảm ơn em, bé ngồi xuống. Bạn nào có ý kiến khác? Các em có ý kiến bổ sung không nhỉ? Mạnh dạn lên. Bạn Minh đã vừa cho chúng ta được những việc mà cần làm. Đấy là những việc cần làm và phải làm. Yêu thương này, quan tâm, chăm sóc ông bà bố mẹ, hiếu thảo, vâng lời, nghe lời ông bà bố mẹ. Con xin nữa. Xin đấy nhỉ? Còn có công việc nhà thì sao? Chúng ta phải thế nào nhỉ? Chăm chỉ giúp đỡ ông bà bố mẹ đấy nhỉ? Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Em hãy chia sẻ các hoạt động lao động mà em có thể làm để thể hiện trách nhiệm với gia đình. Các hoạt động lao động nhá. Nhớ cho cô, đây là những hoạt động lao động. Và những hoạt động lao động này phải làm gì đây? Để tạo ra thu nhập cho gia đình. Chưa nhỉ? Lao động là hoạt động có mục đích này, có ý thức này, để làm gì đấy? Để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của con người. Chính vì thế cho nên nào, cô mời em nào chia sẻ các hoạt động lao động. Đấy là những việc mà em nghĩ rằng là chúng ta phải giúp đỡ bố mẹ, đúng nhỉ? Cảm ơn em bé ngồi xuống. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Em hãy chia sẻ biện pháp phát triển kinh tế của gia đình và tham gia phát triển kinh tế gia đình. Chúng ta có, ở nhà các em có các biện pháp phát triển kinh tế gia đình gì? Và trong các biện pháp phát triển kinh tế đó của bố mẹ thì em tham gia được vào những công việc gì? Những lĩnh vực gì? Nào, cô mời các anh. Ừ.
tư địa hạn, có thể là ứng giao hàng hoặc là tính tiền bố mẹ cũng nhờ cả bạn em để ngồi xuống. Như vậy là dựa vào các câu trả lời của các em, cô tổng kết như sau. Thứ nhất là chúng ta phải xác định được những việc cần làm để thể hiện trách nhiệm với bố mẹ người thân. Thứ nhất là những việc cần làm. Thái độ, lời nói, hành vi quan tâm, yêu thương, biết ơn đối với bố mẹ người thân trong gia đình. Các em thấy rằng là với mỗi người chúng ta, có thể là chúng ta sẽ nói lời yêu thương với người bạn của mình rất là dễ, đúng không? Nhưng khi mà chúng ta nói với bố mẹ, nói với ông bà, nói với người thân thì có vẻ như là các em phải bị ngượng ngùng. Vậy thì các em nhớ nhé, hãy đừng ngượng ngùng, hãy thể hiện tình cảm, hãy thể hiện lòng biết ơn của mình đối với bố mẹ của mình, đối với ông bà, đối với những người thân. Con yêu bố, con yêu mẹ, con cảm ơn bố mẹ các bạn cuộc đời tận tụy, hy sinh, lo lắng cho chúng con. Cô nghĩ rằng bố mẹ các em sẽ rất vui khi được nghe những lời nói đó từ các em. Chiều nay về thử luôn nhé. Đấy là việc làm thứ nhất. Thứ hai là tự nguyện chăm sóc người thân khi bị ốm. Tự nguyện chăm sóc người thân khi bị ốm. Em thấy rằng là trong gia đình của nhà chúng ta chẳng may có người bị ốm thì chắc hẳn các em sẽ cảm thấy rất lo lắng và buồn. Nhưng nhớ cho cô, lo lắng và buồn không dừng lại ở cảm xúc mà nó phải được biểu hiện qua các hành động cụ thể. Các em phải quan tâm, phải hỏi han, phải chăm sóc bố mẹ người thân của mình, để dù có bị bệnh thì người thân của chúng ta cũng cảm thấy rất là ấm lòng, đúng không? Và nội dung thứ ba đó chính là thực hiện tốt các nhiệm vụ được gia đình giao cho, như là rửa bát này, quét nhà này, nấu cơm này, những việc, tức là những việc mà trong gia đình ấy. Ngày xưa thì có quan niệm là nữ tề gia nội trợ, nam chỉ quốc bình dân. Tuy nhiên các em thấy rằng trong xã hội hiện đại của chúng ta không phân chia đâu là việc của đàn ông, đâu là việc của đàn bà. Việc của đàn bà thì đàn bà làm, việc của đàn ông là đàn ông làm. Chúng ta phải cùng nhau gánh vác các công việc nhà. Các ví dụ như này. Và nội dung thứ tư đó là chủ động tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh trong gia đình. Chủ động tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh trong gia đình. Khi mà trong gia đình của chúng ta có hiểu lầm, có mâu thuẫn thì chúng ta phải có trách nhiệm để làm sao hàn gắn những hiểu lầm đó. Và nội dung này lát nữa chúng ta sẽ giải quyết tình huống, cô giáo sẽ giải thích rõ hơn. Nội dung tiếp theo của những việc cần làm là tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc trong gia đình. Em thấy rằng trong gia đình mà không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào mọi người cũng cười nói, hân hoan với nhau thì thật sự đó là nơi để chúng ta trở về, nơi để chúng ta có thể sống một cách thoải mái nhất, vui vẻ nhất, đầm ấm nhất và cũng hạnh phúc nhất sau những cái giờ làm việc, học tập căng thẳng, đúng không? Và như vậy là chúng ta đã xác định được việc cần làm đối với bố mẹ, đối với người thân như thế nào thông qua những cái nội dung mà cô giáo vừa chia sẻ, đúng không? Và nội dung thứ hai là các hoạt động lao động có thể làm. Các hoạt động có thể làm. Nhớ cho cô nhé, các hoạt động lao động có thể làm ở đây phải là những hoạt động tạo ra, góp phần tạo ra thu nhập cho gia đình. Ví dụ như trồng rau này, nuôi cá này, bán hàng tạp hóa, v.v.
Các em mình xem chưa nhỉ? Đấy là những công việc góp phần tạo ra thu nhập. Và nội dung thứ ba trong phần trách nhiệm với gia đình, đó là các biện pháp phát triển kinh tế của gia đình và tham gia phát triển kinh tế gia đình. Phát triển kinh tế gia đình. Nhớ cho cô nhé, để làm một người công quan, để thể hiện trách nhiệm của bản thân chúng ta với bố mẹ, với ông bà, với người thân, ngoài việc chăm chỉ nghe lời, vâng lời ông bà bố mẹ, biết ơn ông bà bố mẹ quan tâm chăm sóc, thì chúng ta phải có trách nhiệm trong cái việc phát triển kinh tế gia đình. Nghe mình dưng chưa nhỉ? Chúng ta phải có trách nhiệm trong việc phát triển kinh tế gia đình. Đấy là nội dung rất là quan trọng trong cái tiết học nay đối với phần khám phá kết nối. Còn trong phần rèn luyện, chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức đã học ở phần khám phá kết nối để chúng ta sẽ giải quyết các câu hỏi tình huống nảy sinh trong gia đình. Và ở trong phần này thì cô đã giao nhiệm vụ cho các em và đã chia nhóm. Cô chia lớp thành 4 nhóm: nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4. 4 nhóm sẽ đi tìm hiểu và tập trung vào giải quyết xử lý một tình huống của nhóm mình. Nhóm 1 xử lý cho cô tình huống 1, nhóm 2 xử lý tình huống 2, nhóm 3 và nhóm 4 là chúng ta sẽ lần lượt xử lý tình huống 3 và tình huống 4. Và cô đã yêu cầu các em làm ở trên giấy A0. Trong quá trình làm, các em được tự do, thoải mái thể hiện sức sáng tạo vô tận của mình và truyền tải, lan tỏa những cái thông điệp của các em thông qua những tình huống mà các em xử lý. Các em đã sẵn sàng chưa nhỉ? Bên này cô đã yêu cầu các em về nhà, các em chúng ta đã thảo luận và chuẩn bị trước nhỉ? Bây giờ cô xin mời nhóm 1, đại diện của nhóm 1 sẽ lên trình bày. Xin mời nhóm 1 ạ. Có. Nhóm 1 nhờ hai bạn ý bổ sung gì cho bạn nhé. Và sau phần này chúng ta sẽ bình chọn ra một đội, một nhóm có câu trả lời, có câu thuyết trình tốt nhất, xuất sắc nhất để chúng ta trao quà. Rồi xin mời nhóm 1 sẵn sàng chưa nhỉ? Kính chào các quý vị khách quý và các thầy cô giáo và các bạn phía dưới. Em nên tự giới thiệu, em tên là Từ Ngọc Nguyên Minh, học sinh lớp 19 và học tại trường trung học phổ thông Trung học 2. Em hôm nay em đến đây với niềm vinh dự rằng em đại diện cho nhóm 1 để trả lời tình huống 1. Và tình huống 1 của bọn em đó chính là sang đường với các bạn chủ nhật tuần tới đi xa mà quên mất hôm đó chính là ngày cưới của bố mẹ. Ngày kỷ niệm ngày cưới hai năm của bố mẹ, thì em sẽ có một gia đình thì như này cả nhà đều phải có mặt đầy đủ. Và theo em, bọn em đã tìm ra từ khóa để giải đáp trong tình huống một này, đó chính là chân quý. Và gia đình quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Gia đình là nơi chúng ta đi để trở về. Không ai có thể tìm được gia đình một ngôi nhà và gia đình thứ hai khi bản thân chúng ta. Gia đình không chỉ là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, mà là còn nơi chúng ta lưu giữ những ký ức tươi đẹp nhất. Và theo em, trong tình huống một, Giang có thể thảo luận chuyến đi chơi ngày hôm đó và một ngày khác.
để ưu tiên tham dự vào ngày kỷ niệm cùng gia đình, đó chính là khi các thành viên trong gia đình nên có mặt đông đủ đến chúc mừng hạnh phúc của bố mẹ. Gia đình không chỉ là nơi có những người thân yêu, mà là nơi chúng ta được yêu thương, đùm bọc, che chở. Và chúng ta được quyền vấp ngã trên con đường của chúng ta, nhưng chúng ta lại nhận lại những lời chỉ bảo và động viên từ phía gia đình. Gia đình là tổ ấm, là chỗ dựa bình yên, vững chắc cho mọi chúng ta. Và chúng ta nên yêu thương gia đình của chúng ta, gia đình là số 1. Chúng ta cần phải trân quý những thứ mà chúng ta có, cần trân quý những khoảng cách bên gia đình. Mọi người ơi, gia đình là nơi chúng ta đi để trở về, và hãy yêu thương gia đình của chúng ta một cách hãnh diện nhất. Em xin cảm ơn. Và đây là và mong tất cả mọi người có thể góp phần làm cho bài làm của em thêm xuất sắc hơn. Em xin cảm ơn. Đã có một phần trình bày rất là cảm động, và đối với bản thân cô giáo thì cô giáo cũng đồng ý với cách giải quyết của nhóm 1. Chúng và cô cũng rất là trân trọng cái từ khóa của em trân quý. Đây là cụm từ rất ý nghĩa khi nói về gia đình của chúng ta. Và trong nhóm 1, các bạn cho rằng các bạn đã quyết định là Giang sẽ hẹn bạn hôm khác đi chơi và sẽ tham gia vào tiệc 20 năm ngày cưới của bố mẹ, đúng không? Và các bạn nhóm 1 đã dùng từ trân quý, đúng vậy. Chúng ta phải trân quý những khoảnh khắc bên gia đình. Đó là những kỷ niệm đẹp khai mạc trong cuộc đời. Chúng ta sẽ không ít lần vấp ngã hay mệt mỏi, thì những kỷ niệm đẹp đó sẽ là liều thuốc tinh thần để chúng ta trưởng thành hơn và tiến bộ hơn. Cảm ơn nhóm 1 và cảm ơn hai từ chân quý của các em. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tình huống thứ 2. Xin mời tình huống thứ 2 và xin mời nhóm 2, đại diện của nhóm 2. Chúng ta có nhất trí với cách giải quyết tình huống của nhóm 2 không nhỉ?
Như vậy là chúng ta nhận được sự nhất trí rất cao từ tất cả các bạn và bản thân cô cũng thế. Nếu như trong trường hợp này chúng ta là nam thì chúng ta nên gọi điện cho ban tổ chức trên câu lạc bộ để từ chối tham gia cuộc thi và tập trung ưu tiên việc đưa bà đi bệnh viện. Trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ chúng ta vẫn rất nhiều sự lựa chọn, và sự lựa chọn nào cũng đều khó khăn cả. Nhưng nhớ cho cô, tính mạng, sức khỏe của người thân của chúng ta là quan trọng nhất. Và nếu như người thân, ông bà, bố mẹ của chúng ta có mạnh khỏe thì hạnh phúc của chúng ta mới trọn vẹn được, đúng không em? Cảm ơn nhóm 2 và cảm ơn từ khóa ưu tiên của các em. Chúng ta sẽ đến với tình huống 3. Xin mời đại diện của nhóm 3. Em lắng nghe nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ nhận xét cho bạn. Có góp ý gì thêm thì em sẽ ra. Thế là các bạn đã giúp rất là tốt.
sẽ trình bày ý kiến của mình về tình huống thứ tư. Từ khóa bọn em đưa ra cho tình huống thứ tư đó là trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây không phải là trách nhiệm với cá nhân, với bản thân mình, mà là trách nhiệm với gia đình, với những người thân yêu xung quanh. Mỗi người trong chúng ta không ai có quyền được lựa chọn cho mình sinh ra và lớn lên, cũng như trong tình huống thứ tư, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đã phải tích lũy hơn 1 triệu đồng để mua xe đạp. Nhưng trong thời gian này, không may ông nội lại ốm liên tục. Do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên bản thân em nghĩ rằng Tuấn nên dành số tiền đó đỡ ông cũng như giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Có ai đó từng cho rằng cha mẹ chính là gạch xuất phát của con cái, nhưng bản thân em nghĩ rằng việc chúng ta sinh ra ở đâu, lớn lên trong hoàn cảnh nào đều không là vấn đề, chỉ cần các con có gia đình, còn có đủ yêu thương, đủ hạnh phúc. Khi gia đình là tài sản lớn nhất với mỗi người, vậy nên khi còn có gia đình, chúng ta hãy giữ gìn, trân trọng và vun đắp tình cảm gia đình thật tốt. Tôi chào một tay thật lớn để cổ vũ các bạn nào. Hãy là một người có trách nhiệm, biết yêu thương với gia đình khi còn có thể. Ý kiến của các chúng em đến đây là hết. Cảm ơn thầy cô và các bạn đồng chủ lắng nghe. Đúng không? Không sao cả. Chúc mừng đại diện của nhóm 4 đã hoàn thành xong phần thuyết trình của mình. Nhóm 4 đã cho chúng ta một câu giải quyết tình huống, đó là dùng Tuấn sẽ không mua xe đạp nữa mà sẽ dùng hơn 1 triệu này để đưa cho bố mẹ mua thuốc cho ông. Các em, có bạn nào có ý kiến khác không? Có ai có ý kiến khác không? Tất cả chúng ta đều rất là đồng tình với phần giải quyết tình huống của nhóm 4, đúng nhỉ? Và nhóm 4 đã dùng từ khóa là trách nhiệm. Đúng rồi, chúng ta phải có trách nhiệm với ông bà, với bố mẹ, và chúng ta còn phải có trách nhiệm với kinh tế của gia đình, với khó khăn chung của gia đình. Mọi người cùng chung lưng đấu cật để giải quyết khó khăn. Và nhóm 4 đã cho chúng ta một câu trả lời cũng hết sức là và chúng ta thấy rằng là nhu cầu cá nhân của chúng ta khi được thỏa mãn chưa chắc chúng ta đã hạnh phúc, nếu như chúng ta không quan tâm đến cái lợi ích chung của gia đình. Chính vì thế đôi khi chúng ta phải hy sinh cái nhu cầu cá nhân của mình để phục vụ lợi ích chung của gia đình là một việc nên làm. Và qua cuộc tình huống này chúng ta thấy rằng đây không phải là môn học chỉ dành riêng cho học sinh, đúng nhỉ? Đây không phải là chỉ là môn học dành riêng cho học sinh, mà thông qua cuộc tình huống cô thấy rằng đây còn là môn học của các thầy các cô, bởi đó là sự trải nghiệm. Ví dụ như trong tình huống 3, khi bố mẹ giận nhau thì cũng là một thành viên trong gia đình, cô sẽ ý thức được rằng là cái cảm xúc vui buồn hờn giận của mình nó không đơn giản chỉ là cái cảm xúc của cá nhân, mà nó còn ảnh hưởng đến con cái của chúng ta. Chính vì vậy, có khi ở trong những ngày tháng tiếp theo, cô sẽ ý thức hơn được cái cảm xúc của mình. Chính vì vậy nên đây không phải là môn học của mỗi các em, mà đó còn là sự trải nghiệm của các thầy các cô. Và chúng ta đã vừa trải qua phần rèn luyện. Xong học xong tiết này, cô mong muốn rằng em sẽ ý thức được trách nhiệm của mình với gia đình và trân quý những gì mình đang có, hạnh phúc bên những người thân yêu. Tuy nhiên trong cuộc sống cô biết rằng vẫn có những bạn, vẫn có những nỗi niềm khác chưa thể chia sẻ được với người khác, đặc biệt là những vấn đề về gia đình. Vậy thì trong giờ học ngày hôm nay, hãy cùng cô giáo và tất cả các bạn, chúng ta hãy nói lên những cái suy nghĩ, những cái chia sẻ chưa được giải bày của mình, với một mong muốn là tất cả chúng ta có thể chạm tay được vào hai từ hạnh phúc. Các em có đồng ý không? Vậy thì các em hãy viết vào đây cho cô những cái tâm sự, những cái nỗi niềm của mình, giấu tên cũng được, không cần để tên, các em nhé. Chúng ta sẽ có 2 phút để chúng ta sẽ viết cái tâm sự của mình vào đây. Không cần
phải đề tên nhá, các số tên cũng được. Chào mọi người.
Đáng lẽ khi sinh em ra em cứ ngỡ em giống bao người khác, nhưng không, em xin thừa nhận với mọi người em là giới tính thứ ba. Em nhận ra rằng em thay đổi khi em còn học lớp 7. Biết bao nhiêu lần em muốn thổ lộ với gia đình, nhưng đâu có biết hoàn cảnh nhà em cổ hủ và khó khăn, em cũng dám nói với ai, tại sợ. Trong gia đình em có một mình bố em là con trai, còn em thì lại chính là đứa con trai duy nhất của bố mẹ em, nên việc nói để sống thật với bản thân, với giới tính thật của mình rất khó. Đôi lúc em tự ngồi khóc một mình ở xó phòng và tự hỏi tại sao bản thân em không được làm con gái, tại sao gia đình cho rằng BD là dị tính, không làm gì được cho đời, và đặc biệt là bị cả thế giới xa lánh, ghét bỏ. Xong bố mẹ em lại còn suy nghĩ nắm tính em trở lại một đứa con trai. Nhưng thử hỏi, nếu bạn là trai nào, có nắm bạn trở thành một người con gái được không? Không, tất nhiên rồi, bạn phải sống là chính bạn chứ. Nếu có cơ hội nói với bố mẹ, em sẽ nói rằng bố mẹ ơi, nếu cơ hội thật sự không được là một đứa con gái chứ không phải là một đứa con trai, con xin lỗi vì không làm bố mẹ, vì không làm cho bố mẹ được một đứa con trai hoàn thiện. Con muốn được sống không bị gò bó, sống là chính mình, và con muốn bố mẹ hiểu được giới tính thứ ba không làm gì sai. Chúng con không làm gì sai cả, không phạm pháp, không làm nhục ai cả. Con mong bố mẹ hiểu cho con và lắng nghe con. Con không làm được một thằng con trai, nhưng con sẽ là một đứa con gái cho bố mẹ tự hào. Con